Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Câu 68. Và trong tập Bộ Não ngày hôm nay, mình sẽ lần đầu tiên chia sẻ với các bạn về danh mục đầu tư của mình, cũng như là mình sẽ lấy một ví dụ về cách phân bổ tài sản mà hồi xưa khi mình mới ra trường so với bây giờ, để các bạn xem sự khác nhau nó như thế nào nhé. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu. Trước khi đi vào ví dụ cụ thể của mình thì mình sẽ chia sẻ một câu nói mà mình nghĩ là chắc 99% các bạn đều biết. Tại vì chúng ta cứ nghe đi nghe lại câu này từ những vị tỷ phú nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Đó là đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một rổ. Don't put all your eggs in one basket. Các bạn nghe quen đúng không? Thì cái ý nghĩa đằng sau câu nói này có nghĩa là hãy khuyến khích các bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tiếng Anh mình có cái cụm từ là diversify portfolio. Là nếu như các bạn dồn hết tất cả tài sản vào một rổ, tức là một loại tài sản nào đó, mà nếu rủi ro cái loại tài sản đó nó bị trúc trắc cái gì đó chẳng hạn, thì có phải các bạn đã mất hết tài sản của mình đúng không nào? Ok, vậy thì đừng bao giờ đặt hết trứng vào một rổ. Vậy thì có phải là chúng ta nên đặt nhiều trứng vào nhiều rổ đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn hai phương án, các bạn hãy suy nghĩ và chọn một trong hai phương án giúp mình nha. Phương án 1, đó là chúng ta hãy đặt ít trứng vào nhiều rổ. Phương án 2, đó là chúng ta hãy đặt nhiều trứng mà vào ít rổ thôi. Thì theo các bạn, phương án nào sẽ tối ưu hơn? Theo tác giả Robert Kiyosaki của cuốn Cha giàu cha nghèo rất là nổi tiếng và bán chạy trên toàn thế giới, thì ông khuyên chúng ta đó là hãy chọn phương án 2, là hãy đặt nhiều trứng mà vào ít rổ thôi. Và đó cũng chính là sai lầm mình từng mắc phải khi mà hồi xưa mình là mới sinh viên mới ra trường, mình cũng bắt đầu tìm hiểu và đầu tư thị trường crypto. Thì lúc đó các bạn biết mình làm gì không? Đó là mình tập tành lên CoinGecko, sau đó mình thấy cái bảng xếp hạng á, bảng xếp hạng đồng coin, mình chọn ra 10 đến 15 coi top. Sau đó thì mình lấy khoảng 10, 20 đô, 30 đô, 40 đô, mình rải top 10 đến 15 coi top, mình cứ thế mình rải thôi, mình không quan tâm cái đồng nó đồng gì, dự án nó làm việc cái gì không cần biết. Và sau đó thì mình sẽ nghiên cứu giá chạy, nếu mà giá chạy lời 10 đến 20% thì mình sẽ chốt lời, còn nếu mà lỗ thì mình cắt lỗ, nói chung là nó đơn giản như vậy thôi. Thì thật sự lúc đó cái portfolio của mình chắc hẳn các bạn cũng đoán được đúng không? Đó là nó hoạt động không có hiệu quả. Cho nên sau một thời gian như vậy, mình nhận ra được cái cách mà mình đang phân bổ cái tài sản của mình, cái chi phí của mình lúc đó như sau. Mình sẽ vẽ thành hình biểu đồ cho các bạn dễ theo dõi nha. Đó là mình trích ra khoảng 10% lương mỗi tháng để mình để vào ngân hàng, tiền mặt để ngân hàng. Lúc này là không có tiết kiệm nha, chỉ để tiền mặt trong ngân hàng thôi. 45% là mình sẽ lấy để mình rải vào top 10-15 đồng coin trên CoinGecko. Và còn lại 45% sẽ là tiền sinh hoạt phí, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, vân vân. Và thật sự thì kết quả là sau 1 năm, lúc mà mình tổng kết lại thì đâu đó tiền tiết kiệm của mình chỉ rơi vào khoảng 30 triệu đồng mà thôi. Và tính đến thời điểm hiện tại thì sau khi đã đi làm được 5 năm, cũng cố gắng tích lũy, tiết kiệm, đầu tư, và mình cũng cố gắng tìm tòi học hỏi, lắng nghe những kinh nghiệm từ những người đi trước, thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết portfolio của mình, để hy vọng là các bạn có thể rút ra được một bài học gì đó, hoặc là có thêm một suy nghĩ khác cho bản thân. Khoản đầu tiên ha, đó là khoản dự phòng. Thì khoản này là khoản mà nhất quyết mình sẽ không đụng vào, mặc dù có thiếu tiền như thế nào đi chăng nữa, trừ trường hợp là khẩn cấp như là mình đường cùng, không có một đồng nào trong túi, phá sản, dịch bệnh vân vân, không có thể khả năng đi làm được nữa, thì mình mới đụng vào cái khoản dự phòng này. Và cái khoản dự phòng này mình đã gửi cho ba mẹ để giữ dùng, để phòng trường hợp là mình không kiểu tiện tay xài lung tung á, cho nên là mình gửi ba mẹ giữ luôn. Thì cái khoản dự phòng này mình để runway là khoảng 6 tháng. Các bạn có thể lấy là ví dụ chi tiêu là 20 triệu một tháng đi, thì các bạn nhân cho 6 là 120 triệu, thì mình sẽ gửi ba mẹ 120 triệu để phòng trường hợp nếu như mình có phá sản trắng tay, mất hết tài sản không còn một cái gì nữa, thì mình sẽ rút cái khoản đó ra và cái khoản đó có thể nuôi sống mình ít nhất là trong 6 tháng tới. Khoản thứ hai là khoản tiền tiết kiệm. Thì khoản này mình sẽ trích ra để mình gửi tiền mặt vào trong ngân hàng, để mình mở một cái sổ tiết kiệm và thời hạn là 1 năm. Sau khi mà đáo hạn á, thì mình thường liên hệ với ngân hàng để mình gia hạn, đó là gửi cả gốc lẫn lãi gia hạn tiếp theo luôn. Thường cái khoản này nó mở ra cho mình cả sổ tiết kiệm đúng không? Nó giúp mình rất là nhiều trong cái khoản gọi là khoản đi xin visa. Vừa rồi thì mình có xin visa đi Thụy Sĩ nè, đi Hồng Kông hay là đi Hàn Quốc nè. Cái hồ sơ của mình á, đều cần cái sổ tiết kiệm này. Cho nên là ngoài cái khoản là ok, mình có một cái khoản tiết kiệm gửi trong ngân hàng để đánh giá độ uy tín của mình tín dụng chẳng hạn, mình có tiền lãi, và ngoài ra thì nó giúp mình bổ sung hồ sơ nếu mà các bạn muốn đi du lịch nước ngoài nữa. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn portfolio đầu tư của mình tại thời điểm hiện tại. Các bạn có
thể thấy là chiếm tỷ trọng lớn nhất lên đến 55,75% là private. Thì private này nó sẽ gồm nhiều cái, ví dụ như là gồm có cổ phần của công ty mình đang quản lý và vận hành, hoặc là cổ phần của những dự án khác mà mình có tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn hoặc là advisor. Tuy nhiên thì mình không có đứng ra trực tiếp quản lý hay là điều hành công ty. Nhớ hồi năm 2021 thì mình cũng có nhận được một số cơ hội đầu tư của những dự án khác. Đây là những dự án mà có vòng đầu tư từ sớm như là vòng seed hoặc là vòng private, thì mình cũng có tham gia đầu tư vào những dự án này. Và trong cái portfolio này thì hầu như 100% các dự án và các công ty mình tham gia thì đều là crypto hoặc là fintech hoặc là công nghệ blockchain. Tại vì sao? Tại vì đơn giản thôi, tại vì đây là dự án và cái ngành mà mình rành nhất. Tức là mình đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc, lăn lộn và tìm hiểu cũng như là có những mối quan hệ trong ngành này. Cho nên nếu như mà các bạn đang muốn tìm một cái ngành để đầu tư thì mình khuyên thật lòng đó là hãy đầu tư cái ngành nào mà các bạn có nhiều kiến thức, mối quan hệ và tìm hiểu sâu sắc nhất. Tiếp theo đó là mình có đầu tư bất động sản chiếm tỷ trọng là 32,5% trong portfolio của mình. Thực ra thì mình cũng đang mới tìm hiểu bất động sản cách đây 1 đến 2 năm thôi. Cho nên khi mà đầu tư bất động sản thì mình thường đầu tư chung, có thể là với người nhà hoặc là với người quen, cũng như là mình có một vị cố vấn quân sư cho khi mà đầu tư bất động sản này. Cho nên nếu như mà bạn nào không rành thì có thể tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm hơn, những người đi trước, hoặc là tìm những dịch vụ tư vấn nha. Ngoài việc sở hữu bất động sản là ví dụ nhà đất hay là chung cư ra thì các bạn còn có thể gọi là cho thuê những bất động sản này để có thể thu nhập thụ động hàng tháng. 10% tiếp theo là passive, có thể đến từ những nguồn ví dụ như là tiền cho thuê nhà hàng tháng nè, quỹ ETF hay là lending vân vân. Và gần đây thì mình cũng đang muốn thử đầu tư sang một mảng mới, cho nên là mình đang học khóa học đầu tư của anh Hiếu TV để thử xem là mình có hợp với đầu tư chứng khoán hay không, và mình cũng đang tìm hiểu về thị trường này. Và cuối cùng đó là mình sẽ để cash là tiền mặt dự trữ khoảng 5,38% trong portfolio của mình, và luôn luôn sẽ để cash mặc dù phần trăm có thể lên xuống khác nhau tùy từng thời điểm, nhưng mà luôn luôn sẽ có tiền mặt dự trữ. Ở đây thì tiền mặt của mình, ý là mình là không phải tiền mặt là tiền giấy hay là tiền trong tài khoản ngân hàng, mà ý của mình là mình sẽ để stablecoin như là BUSD hoặc là USDT, để khi nào mà có cơ hội đầu tư nó tới á, thì mình sẽ luôn luôn có một cái khoản để mình có thể bắt đến những cái cơ hội đầu tư đó đến với mình để mình đầu tư. Ngoài ra thì cái quỹ tiền mặt này của mình cũng dùng cho một số cái mục đích. Ví dụ như là gần đây thì mình có tham gia research một số dự án như là Frontech này, hay là để mua CyberConnect này, hay là làm airdrop và ZK Sync Layer Zero vân vân, thì mình cũng sẽ trích từ cái nguồn dự trữ tiền mặt này ra để làm. Thực ra thì nó không phải là một cái gì đó bắt buộc. Tuy nhiên thì mình highly recommend các bạn luôn luôn nên có trong portfolio của mình cái nguồn dự trữ tiền mặt. Và đối với mình thì cái nguồn dự trữ đó mình sẽ dùng thêm một khoản nho nhỏ để gọi là trading, mua bán một số cái đồng coin. Mình thật sự không giỏi về trading, nhưng mà mình muốn có cái cảm giác thị trường mỗi ngày. Cho nên là mình sẽ dùng ra một khoản trading trên Binance này, hay là Coinex hay là Xnet chẳng hạn. Đó thì là những cái sàn mà mình thường dùng để mình keep up with the market, để không bị gọi là lost cái cảm giác thị trường. Video đến giờ cũng đã hơi dài rồi, cho nên Jenny sẽ rút cho các bạn 5 lưu ý trước khi kết thúc video nha. Thứ nhất đó là đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một rổ, mà hãy bỏ nhiều trứng vào ít rổ thôi. Điều thứ hai đó là chúng ta hãy cố gắng kiên định và giữ cho mình một kỷ luật khi đầu tư. Ví dụ như là không bao giờ được đụng vào quỹ dự phòng khi không thật sự cần thiết. Hoặc là ví dụ chúng ta hãy tạo ra một cái mindset đó là đầu tư dài hạn. Khi mà đã đầu tư là phải tính theo bằng năm chứ không tính theo bằng tháng hay là bằng ngày. Và Jenny nghĩ điều này đúng kể cả trong thị trường crypto, một thị trường chạy rất là nhanh và 24/7. Điều thứ ba là hãy luôn có tiền mặt dự trữ trong tài khoản của bạn. Và điều thứ tư đó là tiền các bạn làm cực khổ để kiếm ra. Do vậy, hãy nên tự bản thân mình đầu tư sẽ tốt hơn bất kỳ ai khác ngoài kia đầu tư giùm bạn. Và điều cuối cùng, điều số 5, đó là các bạn hãy luôn nhớ khả năng chịu rủi ro của mỗi người là khác nhau. Đối với một số người thì 1 triệu chẳng hạn là một số tiền nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên thì với một số người khác, 1 triệu này là một số tiền lớn và có khả năng nuôi sống họ trong vòng 1 tháng. Cho nên là các bạn hãy nhớ nhất định phải chọn kỹ chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân mình trước khi bắt đầu đầu tư bất cứ một cái gì nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thích số này của Bộ Não thì đừng quên cho Jenny một like cho video cũng như là subscribe cho kênh Co68 TV nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn muốn nghe Jenny nói thêm những chủ đề nào trong series Bộ Não tiếp theo thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn. Thank you so much. Bye bye.